Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 512 vụ buôn lậu vận chuyển trái phép thuốc lá, thu giữ 392.000 bao thuốc lá điếu các loại, khởi tố 16 trên 20 đối tượng. Để ngăn chặn hiệu quả hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép thuốc lá lậu, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể về chống buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên toàn địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, đặc biệt là mặt hàng thuốc lá lậu, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu nắm tình hình, xác định rõ các tuyến địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn, đối tượng chủ mưu, cầm đầu về buôn lậu. Từ đó có kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về thuốc lá lậu trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống thuốc lá lậu cũng gặp không ít khó khăn khác, như trang thiết bị của các lực lượng chức năng còn hạn chế, phương tiện nhỏ, công suất thấp, trong khi các đối tượng buôn lậu tự trang thiết bị hiện đại, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, khi bị phát hiện thì sẵn sàng chống trả lại các lực lượng chức năng một cách quyết liệt. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc khi bắt giữ được các đối tượng cũng như ổ nhóm đường dây hoạt động buôn lậu thuốc lá thì đều triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm rõ về cái nguồn gốc hàng hóa, các cái đối tượng liên quan để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Đấy cũng là một cái hình thức để răn đe, làm tốt cái công tác phòng ngừa. Do vậy đã cái tình hình về buôn lậu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển cái mặt hàng thuốc lá là cũng đã giảm rõ rệt. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2017 vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt đối với thuốc lá điếu nhập lậu. Cụ thể, Cục yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, yêu cầu của cấp trên, của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, chấp hành nghiêm chỉ thị trên. Các đội kiểm soát hải quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm diễn biến tình hình, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng khác trong và ngoài địa bàn. Qua đó, việc ngăn chặn, bắt giữ buôn lậu vận chuyển trái phép thuốc lá lậu thu được những kết quả rất khả quan. Trạm cũng đã đoàn kết giữa các lực lượng và cũng tăng cường phối kết hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn, như lực lượng công an, lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng khác để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Ủy ban tỉnh và Cục Hải quan tỉnh giao cho trạm. Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, tình hình hoạt động buôn bán vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng các quy định của pháp luật, lách luật như xé lẻ hàng hóa với số lượng dưới mức quy định nhằm tránh bị xử lý hình sự. Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh nhìn nhận công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, công tác tuyên truyền được các cấp các ngành tỉnh Quảng Ninh chú trọng với hình thức đa dạng như tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật liên quan, kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, hải quan và lực lượng quản lý thị trường là có kế hoạch cụ thể đối với từng địa bàn cụ thể, đặc biệt là quan tâm đến công tác chống buôn lậu thuốc lá qua biên giới. Tinh thần theo cái hướng là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm cho từng cơ quan. Ví dụ tuyến ngoài là sát biên giới là biên phòng, cửa khẩu là hải quan, đường dây ổ nhóm là công an và trong nội địa là đối với lực lượng quản lý thị trường. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh dự báo tình hình buôn lậu và vận chuyển trái phép thuốc lá lậu vẫn còn những diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động với nhiều thủ đoạn tinh vi và phương thức hoạt động luôn thay đổi. Vì vậy, bên cạnh những nỗ lực quyết liệt của các lực lượng chức năng trên địa bàn, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của từng người trong việc đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu nhập lậu. Thank you.